kẹo màu hồng của chị Mai Che. Ngày xưa ngày xưa có một cầu thang bự, có một đây là cái đàn, đây là cái đàn chứ không phải là cầu thang. Có một cây đàn bự, có một con khỉ, và có một con bạch tuộc. Đâu con bạch tuộc đâu? Và có một con heo. Câu chuyện trên đây là hết rồi. Chị Mai Ca kể một câu chuyện khác nữa đi. Sau đây, chị Mai Ca sẽ lấy một quyển sách khác và sẽ kể chuyện. Mai Ca cầm một quyển sách thật là đẹp. Rồi, và sau đây Mai Ca bắt đầu kể chuyện. Ngày xưa ngày xưa có một con ếch nhỏ xíu, và có một chuối bự, và có một cây dừa lúa mọc kè, và có một con ngà mẹ của Mai Kè. Nhưng mà trong rừng nọ có một con rắn. Ôi sợ quá, có con rắn sợ quá. Và có một con bướm. Và có một con rắn nữa. Và có một trái banh bự. Màu gì? Trái banh màu gì vậy ta? Màu đen, màu xanh gì đó. Màu xanh gì? Có một bàn chải. Bàn chải dùng để làm gì? Dùng để đánh răng đó mẹ ơi. Và có một ông mặt trời. Và có một màu đỏ màu tím. Và có một màu đỏ và màu xanh. Và có một màu vàng và màu cam. Và có một màu vàng và màu hồng. Màu đỏ mà. Màu hồng. Màu đỏ. Con nhận biết là màu đỏ và vi. Ừ. Có những cái gì màu đỏ? Có những cái gì màu cam? Và có một con gà con. Con gà con. Và có một con cá. Và có một con gái. Và có lão chuyện mà có bom bẩm. Có rồi. Và có một con bướm bơi dưới lại em bé. Con gì? Con gì bơi dưới? Bướm. Con vịt hả? Ừ. Ừ. Và có con vịt đầy hở. Và có một con bướm. Vậy con nói làm sao? Nói làm sao? Mẹ. Và có một con rắn. Mẹ. Và có một con rắn. Ừ. Em đọc sách cho chị hai đi. Câu chuyện trên đây là hết rồi. Rồi. Hết rồi thì chị hai cất sách đi. Rồi lấy cuốn sách khác đọc nhé. Ok. Em coi chị hai lấy sách đọc kìa. Con làm gì vậy? Con làm gì vậy?
À, đứng dậy hát một bài đi rồi mẹ cho mâm đứng dậy. Rồi hát múa đi. Hát chưa? Hát xong chưa? Chưa, hát tiếp đi. Hát tiếp, hát tiếp. Vậy hả? Bài gì vui vậy? Hát bài à, nhâm 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 đi. Năm nâu học hai cha con đi đồng qua ngã lên đùng quá hả? Năm đã rồi, hát bài bài bà đi. Bài cô đó, chị hai tìm được một quyển sách khác rồi nè. Đây là quyển sách gì vậy Mai Ca? Rồi chị hai đọc đi. Đây ngày ngày xuống có một bố bi cầm cái tả. Bố bi cầm cái tả hả? Ủa sao Mai Ca không kể gì hết vậy? Mấy con kiếm bố mặc kể cho Mai Ca. Bố cầm cái ba lô, bố dẫn Mai Ca đi bơi đó. Ok. Nên mày nhìn coi. Rồi, mày thấy rồi. Dẫn Mai Ca đi bơi á. Ừ. Bố cười. Bố cười sao? Nghĩ hả? Rồi cái bố chưa đi rồi bố đang đi trên đường về nhà chơi với Mai Ca đó. Ừ. Mai Ca làm một con cũng lông nè. Rồi hơi bố bị ẩm Mai Ca chụp hơn kìa. Còn Mai Ca mặc áo màu hồng nè. Dẫn con ớt đi nè, đi chơi nè. Mai Ca hay làm với bố cái gì nè? Đang làm với bố cái gì? Chơi đồ chơi. À, chơi đồ chơi. Nè, Mai Ca đi xe nè. Vé cho Mai Ca đi xe luôn. Có một muôn nài nọ trong rừng nọ có một ông già trong rừng nọ có một ông già. Câu chuyện tới đây là hết rồi. Rồi, mình cất sách đi ngủ đi. Thôi mình cất sách. Giờ mình đi cuốn sách khác mình đọc. Đọc sách hoài vậy mẹ buồn ngủ quá à. Thôi, mở thì mở đi. Rồi, mẹ ngủ nha. Còn Mai Ca đọc sách đi nha. Mẹ ngủ nha. Dạ. Mai Ca đọc sách xong rồi Mai Ca làm gì? Ok. Bye bye. Mom. Em qua đọc sách với chị hai đi, mâm hoài. Ngày xưa có một con mẹ.
kìa, có một Mai mẹ Yến kìa. Chị hai đọc sách kìa, thấy chưa? Con giữ sách kỹ, đừng có để em giật sách của mẹ nha. Và có một mẹ Yến nữa. Không mẹ. Không nữa. Không gì kỳ vậy, không đàng hoàng. Trời ơi đã quá. Đã không đi ra. Con đỡ cây đà hoa. Rồi mình cất sách đi. Ok. Cô chị hai bò xuống rồi. Rồi chị hai qua chỗ chị hai ngủ. Đố chị hai cái giường của chị hai đâu? Bò lên. Rồi chị hai qua cái giường chị hai nằm đi, rồi mẹ cho chị hai con gấu. Nằm ở trên giường này là con phải nằm chỗ của con. Bây giờ con qua giường của con đi, mẹ đã trải giường cho con rồi đó. Con qua giường con nằm đi. Con nằm đây. Nằm đó là chỗ của mẹ nằm mà, Mai Ca nằm đó không có chỗ cho mẹ nằm. Thôi, con nằm đây chút nữa con trả liền. Chút nữa là đếm tới mấy? Một. Đếm tới một hả? Là mẹ đếm nè, mẹ đếm nha. Một. Hai. Rồi, Mai Ca qua kia nằm bên kia. Rồi, em qua nằm kế chị hai luôn. Một. Chạy quá liền. Hai. Mẹ ba. Bốn. Bốn. Sáu. Năm. Sáu. Bảy. Em đếm đi. Hay quá, ghê quá. Đếm tiếp. 41. Chị hai em nằm làm gì vậy Mina? Bố mẹ ca. Rồi Mina đâu? Mina đâu, giơ tay lên. Rồi Mina đếm đi. Đếm đàng hoàng. 1. 1. 2. 3. Ôi em xếp sách của con rồi kìa Mika. Dẹp cái sách bông hoa lan liền. Dẹp sách thẻ bông hoa lan liền. Sách của chị hai con không có xếp như vậy nha. Kệ em leo xuống đâu có sao đâu. Mai ca. À để cho em tự do. Em bày sách thẻ ra tùm lum luôn. Làm cho chị hai phải đi dọn nè, thấy chưa? Em gom sách lại đưa cho chị hai đi. Em bày quá, làm cho chị hai phải đi dẹp luôn. Yeah. Ca gì mà ca?
con qua con dọn dẹp đi. Xuống lụm thẻ lên đưa cho chị hai. Không có quậy nữa. Kìa kìa kìa, em bày cái sạch thẻ đằng sau lưng nữa kìa mấy cá, nhanh nhanh nhanh. Quay lại, em không có được chơi cái đó.